ゴミもしてねえんだよ。Trời ơi, mình đang coi gọi là những pha biến hình của anh Chainsaw Man các bạn ơi. Ngầu ơi là ngầu luôn, các bạn nào thấy Chainsaw Man ngầu không comment bên dưới nha. Còn bây giờ hello xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Sao Trendy là kênh mình hay cái tính là ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video mới nữa. Thì nếu như các bạn thích video của mình, quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên là giúp cho mình lên 1 triệu subscribe nhé. Các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ui trời ơi, mình coi cái đó xong video cảm thấy mình cực kỳ muốn trở thành một siêu anh hùng như Chainsaw Man các bạn ơi. Hay là mình sẽ làm một thí nghiệm đây ta. Ok các bạn ơi, và nãy giờ mình đã nhờ Huy núp code cho mình một cái lệnh rất là hay đó các bạn. Các bạn có thấy cái gì không? Đây là Chainsaw Man. Và bây giờ trong máy tính này đang có một cái khẩu lệnh gọi là biến mình có thể trở thành một Chainsaw Man luôn các bạn ơi. Trời ơi, ghê chưa. Thôi được rồi, bây giờ tôi không có nói nhiều nữa, tôi sẽ làm cho các bạn xem nè. Hey, cho kích hoạt nào. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy vô trong đây nè. Hey, cho biến thành Chainsaw Man nào. Hey, cho. Ôi, mình đã trở thành Chainsaw Man em bé rồi nè các bạn ơi. Quay ngầu vậy trời. Cái đầu mình đang có nguyên cái đầu cưa luôn, xin thiệt. Nhưng mà cái sức mạnh này nó không bằng cái sức mạnh của anh Chainsaw Man các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test thử bằng sức mạnh này. Hey, cho. Ôi, trời ơi, mình có thể sử dụng cái đầu cưa mình cưa luôn. Ôi, đã quá các bạn ơi. Được rồi. Bây giờ đi tìm những con quái vật đánh nó nào. Let's go. Trời ơi, như mới vừa làm cái gì vậy ta? Hình như thấy ông cũng biết anh Chainsaw Man luôn hay sao á. Ôi, để đi vô coi thử coi Sầu Yên đang làm cái gì. Hello. Hình như Sầu Yên chế tạo gì để biết anh Chainsaw Man đây nè. Đâu, mình cũng biết, muốn biết nữa. Để coi coi, bấm lại. Cái nào đó, như cái này này đúng không ta? Hình như đây rồi, coi đẹp cân nè. Ôi trời, cái gì vậy? Ê, sao cái máy này cũng dữ vậy trời? Ôi, ông sao rồi, hình như bị rồi. Ôi, đi lên. Ê, hình như có chuyện không ổn rồi. Chạy thôi. Quái trời. Trời ơi các bạn ơi, nãy giờ mình sử dụng năng lượng đã hiện luôn các bạn ơi. Công nhận sức mạnh của Chainsaw Man này phê thiệt luôn các bạn ơi. Coi nè, quái trời đất ơi. Thôi được rồi các bạn ơi, nãy giờ mình chơi cũng đã trễ rồi, bây giờ mình đi về nhà thôi nào. Là ôi, cái gì vậy các bạn? Ở đằng trước mình là cái gì vậy các bạn? Nhìn kìa, mấy con skeleton đúng không? Ui, tại sao ơi, đội cái đầu của Chainsaw Man nó đâu ra vậy trời? Ui, tựa là cái quái vật gì nữa vậy? Mấy con đó là lạ quá các bạn. Ây da, ui, cái gì vậy? Ui, các bạn ơi, con skeleton nó mới vừa bắn mình đúng không các bạn? Ui, cái gì vậy? Các bạn ơi, nhìn kìa, nó không phải bắn cái cung mà nó bắn cái gì vậy? Ui, nó bắn cái mấy lưng này, mấy cái bụi, cái cưa mà. Ui, cái gì vậy? Ở đây chưa một đống skeleton luôn các bạn ơi, không ổn rồi. Ui, mấy con này, ở đâu ra tụi nó mày, ở đâu ra tụi nó xuất hiện chứ không ở đây vậy trời, không phải tin nổi. Ôi, được rồi, chạy vô. Chạy lại. Ui, cái gì vậy các bạn ơi? Cái này là mấy con zombie mà bây giờ mấy con zombie cũng bị biến hình Chainsaw Man sao? Trời ơi, mấy con quái vật kìa. Mấy con quái vật trong Minecraft đều biến hình giờ là zombie hết trơn các bạn ơi. Ui, mấy con nó đang chuẩn bị lại cho chạy lên cho mình kìa. Ui, kìa, chạy lẹ dữ vậy. Lần đầu tiên mình đây. No. Trời ơi các bạn ơi, hồi nãy mình đã bị té đi, mình chết đi và bây giờ mình đã mất đi năng lực của Chainsaw Man rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Hả? Đâu ra nghe tiếng con heo nó kêu vậy ta? Hình như có một con heo bị mắc kẹt trong đây đúng không? Bé heo ơi, có sao không vậy? Con heo cũng có cái cưa trên đầu luôn kìa các bạn ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, hôm nay thế giới bị cái gì vậy? Từ khi mình có sức mạnh của Chainsaw Man thì tất cả mọi thứ đều có mọi thứ đều mọc cái cưa ra là sao vậy các bạn ơi? Lại cái tối của mình bị cái gì rồi kìa? Lại có chuyện gì lại xin tố vậy? Ui mẹ ơi, cái làng xin tố hôm nay đã trở thành làng cưa các bạn ơi. Tất cả mọi cưa đã đâu nó mọc cái trong làng của mình kìa. Ủa, làm sao nó có thể xảy ra chuyện này cơ chứ? Rõ ràng là mình đã chế tạo để biến thành sức mạnh của Chainsaw Man thôi mà bây giờ mọi thứ càng ngày càng không cần tệ hại hơn rồi các bạn ơi. Ôi kìa các bạn ơi, mấy cái cưa đâu ra mọc rồi, rồi đất đá ở đây đều nát tan hết trơn luôn vậy. Ôi ôi, vụ gì xảy ra vậy các bạn? Sao thì ông cũng có cái đầu Chainsaw Man luôn vậy? Đúng vậy, nhờ cái cỗ máy của ông mà tôi đã biến cho làng sẽ tối này thành Chainsaw Man, cả thế giới Minecraft này thành Chainsaw Man. Giờ thì tôi đi quậy đây to quà nè. Ai đồ đáng ghét không? Trời ơi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã biết rồi, ai là người đã làm những chuyện này rồi các bạn ơi. Chính là Hachi đã biến mọi thứ trong thế giới này trở thành Chainsaw Man tất cả. Nên bây giờ ở chỗ nào cũng có là lưỡi cưa chứ các bạn ơi. Hachi đáng ghét thật chứ. Rồi, bây giờ mình phải sử dụng cái máy mình tắt mới được. Nhanh lên, mình mới tắt được cái máy các bạn ơi. Các bạn ơi, Hachi làm hỏng cái máy của mình rồi. Trời đất ơi, vậy bây giờ làm cách nào để trở lại bình thường đây? Trời, ở thế giới mà biến hình tất cả Chainsaw Man thì làm sao mình sống được? Ai cũng có sức mạnh quỷ
cưa hết trơn các bạn ơi. Trời đất ơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Ôi, ôi, ôi các bạn ơi, các bạn ơi, mọi người giúp đỡ tôi. Một đứa là con đứa đâu mẹ con, mày sao tao gà tao quánh mày nè con. Ai chết rồi, mày bắt cái gì vậy? Ê, nguy hiểm rồi. Huy đúng, ông làm gì vậy? Mày cứ nhìn tao hoài chứ gì, tao cưa mẹ con. Xin lỗi, tao không có nhìn nữa. Đừng có lừa tôi đó. Huy chị là chị là chị là chị là. Trời đất ơi. Ai vậy? Huy da. Chết rồi. Sao mày dám đụng với tao hả? Được rồi, bây giờ tao sẽ cưa mày nha. Xin lỗi, tôi không có nhìn tôi, xin lỗi đâu. Trời đất ơi, không ổn rồi. Bây giờ mình phải tìm cách để nào để biến cho tất cả trở lại bình thường các bạn ơi. Hay là bây giờ mình tìm tới anh Chainsawman đi các bạn. Các anh Chainsawman sẽ có cách để tìm ra được gọi là cách để biến lại bình thường các bạn ơi. Thôi được rồi, đi ơi. A few moments later. Trời ơi, không biết bây giờ anh Chainsawman đang ở đâu các bạn ơi. Tìm không ra đấy luôn ấy. Ôi, hình như là mình nghe có tiếng cưa. Ôi, đằng kia kìa. Ôi. Còn mày sao giống tao quá vậy, đi ra. Ôi, hình như anh Chainsawman đang bị tụi Sike Latin Chainsawman bao vây các bạn ơi. Ôi, nhưng mà anh ấy vẫn đánh bại được kìa. Tốt lên anh ơi. Anh ơi. Lì á bọn này, chết ơi. Anh Chainsawman ở hướng này nè anh ơi. Ơi, ông ơi, cẩn thận đó. Ui, là gì đường đó rồi sao? Ui, anh Chainsawman ơi. Em có sao không vậy? Anh Chainsawman ơi, không ổn anh ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn chúng lại giống anh tới mức độ đó vậy? Trời ơi, em xin lỗi anh nhiều. Nhưng mà tại vì em hâm mộ anh quá nên em chỉ muốn biến có sức một chút xíu sức mạnh của anh thôi. Nhưng mà Haji, bạn em trong làng đã sử dụng sức mạnh đó và đã biến tất cả mọi thứ trong thế giới Minecraft để trở thành Chainsawman. Và bây giờ cái gì vậy? Cũng có cưa, chờ đó anh, ghê lắm anh ơi. Trời ơi, tại sao em lại chết tạo ra cái máy đó chứ? Em xin lỗi mà. Giờ mọi thứ mà đều biết anh Chainsawman, có khi họ sẽ thống trị cả thế giới này luôn đó. Cái gì thống trị luôn cả thế giới sao? Ôi ơi, anh ơi, bây giờ anh có thể dừng lại mọi chuyện này được không? Trời ơi, được rồi, giờ anh sẽ giúp em. Giờ chúng ta về lại thôi. Đi thôi anh ơi. Ở hướng này nè. Ôi, đâu luôn em kìa. Đâu quê chạy đi ra ngoài phòng này cho. Trời ơi, nó cao một chút mạnh quá anh ơi. Anh ơi, cẩn thận anh ơi. Đây qua nè. Thôi em không giúp em được rồi, em tự giải quyết chuyện đó đi. Ôi trời ơi, các bạn ơi, bộ zombie trên tư bê xuất hiện quá trời luôn kìa. Cố lên ơi, em tin anh sẽ làm được. Chạy đi. Trời, cố lên nghe anh ơi. Rồi luôn các bạn ơi, mình mất đi vị cứu tinh của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy đang gọi là đánh nhau với bộ này quá quyết liệt luôn kìa. Bây giờ mình phải quay về làng, mình phải kiếm Haji, mình phải đòi Haji biến lại tất cả bình thường các bạn ơi. A few moments later. Ai, trời đất ơi, bây giờ Haji Haji kìa các bạn ơi. Lên làm cái gì vậy? Đang à, Haji quá à, trời ơi. Haji, dừng lại đi. Thế giới như thế này mà ông nghĩ là vui đó sao? Vui mà. Ê, ông có biết là bây giờ là Chainsawman khắp nơi mà bây giờ nó đang tấn công tùm lum phá hủy tùm lum luôn không hả? Trời ơi, ông quan tâm tôi ở làng nó an toàn rồi. Ông dừng lại chưa? Không thôi tôi sẽ, đừng có trách tôi. Không thì sao? Được rồi, muốn đánh nhau cái gì? Được rồi, bây giờ mình đã hết sức mạnh của Chainsawman rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ Bây giờ ông có dừng lại và biến tất cả mọi chuyện là trở lại bình thường không hả? Trời ơi, tôi không có biết biến lại bình thường như cách nào đâu, tôi lỡ phá hư cái máy đó rồi. Cái gì? Ông nói sao? Ông phá hư đó rồi sao? Tôi bấm đại gì vô mấy cái máy đó thì nó mới biến cho mọi thứ là trời nhà. Ơi, các bạn ơi, hình như là xong luôn rồi ha, chị không biết cách biến trở lại bình thường hả chị ơi? Ông làm cái gì vậy? Trời ơi, đừng có làm đâu. Các bạn ơi, bây giờ mình phải làm cách nào đây các bạn ơi? A few moments later. Trời ơi các bạn ơi, dường như là hết cách để mình kiếm luôn rồi. Ui, đâu rồi? Ui, cái gì vậy? Haji, ông làm cái gì? Ui, cái gì mà ông vậy? Không còn cách nào đâu, không còn cách nào để ông trở về lại là bình thường đâu, thế giới là bình thường đâu. Giờ mọi thứ đã biến thành Chainsawman rồi, tôi đã tập hợp tất cả mọi người Chainsawman lại. Ủa, ông làm cái gì? Ông trả thù cái vụ nãy ông dám đánh tôi nha, giờ thì mọi người đâu? Ông yên nha. Trời ơi các bạn ơi, thì ra lại giờ chỉ là một giấc mơ các bạn ơi. Trời ơi, ngủ mơ mơ giờ một giấc mơ. Tới đây, tới chơi sẽ biến thành Chainsawman. Cái gì? Đừng có biến Chainsawman. Ủa, tào lao vậy? À, trời nhát cái dạ, mới hù cốc xíu à, tôi mới vừa mua cái mũ Chainsawman đẹp không? Trời ơi, đừng có hù như vậy mà. Ngủ à. Trời ơi, nhát cái. Mình sẽ không bao giờ gọi là cái gì gọi là chơi nè. Mình sẽ không bao giờ chế tạo mấy cái gọi là thế giới Chainsawman hay biết hình Chainsawman đâu các bạn ơi. Mất công bị phá hủy, máy móc rồi bị hư nữa. Thôi rồi, chắc là bây giờ đi chơi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày tốt.
Yeah.